Tử vi thứ tư ngày mùng 8 tháng 3 của 12 con giáp. Ngày dành cho một nửa của thế giới, nếu là nam hãy thể hiện sự quan tâm của bạn tới mẹ, người yêu hay đồng nghiệp nữ. Nếu là nữ mệnh, bạn hãy quẳng mọi gánh lo đi. Tận hưởng một ngày có không ít niềm vui bất ngờ, cùng lịch ngày tốt khám phá ngày ý nghĩa của 12 con giáp nhé. Tuổi Tý. Vận trình tuổi Tý không lý tưởng. Ngày đã xung Tý Ngọ thì chớ lại còn thủy hỏa tương khắc, báo hiệu những điều không may mắn sẽ ập tới. Tiến độ công việc trì trệ, cảm giác làm gì cũng không thuận lợi, nhất là những việc liên quan đến thủ tục giấy tờ, hành chính càng thêm rắc rối, phải bỏ ra không ít tiền bạc để đi cửa sau rồi mà vẫn chẳng đâu vào đâu. Tài lộc trong ngày ở mức trung bình, người làm công ăn lương vẫn công việc như cũ, nguồn thu cũ, chưa có sự đổi mới. Tuy nhiên hôm nay là ngày quốc tế phụ nữ. Những ai kinh doanh quà lưu niệm, hoa, bánh ngọt sẽ có một ngày tất bật, làm ăn vào cầu. Khả năng cao đầu ngày hai bạn sẽ phải nghe những lời khó chịu từ nhau. Nên nhớ hôm nay là ngày đặc biệt, ngày dành cho một nửa của thế giới. Nam mệnh cần hài hòa hơn trong cách cư xử, nữ mệnh cũng đừng suy tư quá nhiều, giữ tinh thần thoải mái để đón nhận niềm vui trọn vẹn. Tuổi Sửu. Dưới sức ép của thương quan, vận trình ngày của người tuổi Sửu bí bách, làm việc căng thẳng, thiếu ý tưởng sáng tạo. Hơn thế, nội bộ lại tranh đấu quyền lực, có kẻ xấu gây hấn nhằm tranh quyền đoạt vị. Dù là ai gây chiến đi nữa, cả hai bên đều chịu tổn thương. Tốt hơn hết nên đứng ngoài cuộc mà nhìn, đừng nhập hội kết bè, kéo cánh mà thiệt thân. Người làm công việc tự do có phần thoải mái hơn, không chịu sức ép lớn từ tập thể, nhưng lại áp lực về những đối thủ cạnh tranh. Dù bạn là người đi tiên phong trong lĩnh vực nào đi nữa, cũng sẽ xuất hiện đối thủ đáng gờm. Nên đừng bao giờ tỏ ra cao ngạo, được ngũ hành hòa tương sinh. Sửu thổ sức khỏe đảm bảo, ít ốm đau bệnh tật, chuyện tình cảm cũng tốt đẹp hơn. Không chỉ hôm nay mà suốt cả năm Đinh Dậu, bản mệnh vượng đào hoa, sớm tìm được đối tượng ưng ý, đặt dấu chấm hết cho kiếp FA. Tuổi Dần. Tam hợp hòa cục nâng đỡ, tình yêu cũng như công việc của người tuổi Dần hôm nay như được chắp thêm đôi cánh, làm gì cũng hanh thông thuận lợi. Tuy nhiên, ngày chủ hành hòa, điểm báo có sự mâu thuẫn, xung đột dễ xảy ra nếu như bạn không kiềm chế cảm xúc mà hành động thái quá, ngạo mạn. Ngũ hành tương sinh đẩy vận trình công việc cũng như tài lộc của người tuổi Dần khởi sắc. Dù khó tránh mâu thuẫn trong công việc, nhưng trên hết tất cả vì lợi ích tập thể nên nhìn chung mọi việc vẫn được tiến hành suôn sẻ. Tình yêu thăng hoa, người độc thân có vận đào hoa khá vượng, hãy chủ động mở rộng các mối quan hệ để sớm tìm được đối tượng ưng ý. Quan hệ vợ chồng hài hòa, gia đạo an khang, con cái khỏe mạnh, học hành giỏi giang. Tuổi Mão. Nhìn chung công việc trong ngày của người tuổi Mão bình ổn, không có quá nhiều sự thay đổi. Công ty mở rộng quy mô kinh doanh, tuyển thêm nhiều nhân sự mới. Đây là cơ hội để bạn thể hiện năng lực lãnh đạo của mình. Mối quan hệ giữa bản mệnh với đồng nghiệp hay cấp trên đều hài hòa, hầu như không xảy ra mâu thuẫn nào lớn. Điều đó giúp tạo ra môi trường làm việc trong lành, không áp lực bởi yếu tố con người. Bạn thấy rằng mình đã chọn đúng công việc cũng như môi trường làm việc. Chuyện tình cảm hài hòa, sinh động, nhưng sức khỏe bản mệnh lại không cho phép bạn có được niềm vui một cách trọn vẹn. Ăn uống hàng quán nhiều, lại bữa quá no, bữa để bụng đói, khiến hệ tiêu hóa chịu áp lực, dẫn tới tình trạng đau dạ dày, táo bón. Hãy sắp xếp thời gian hợp lý để nghỉ ngơi và dành sự quan tâm tới sức khỏe của chính mình. Tuổi Thìn. Khối lượng công việc mà người tuổi Thìn đảm nhiệm ngày càng nhiều, nhưng không vì thế mà có thể làm khó được bạn. Bản mệnh vốn thông minh, nhanh nhẹn, lại có chí tiến thủ, lúc nào cũng hỗ trợ không ngừng, rất được lãnh đạo tin tưởng. Công việc sẽ vấp phải khó khăn, nhưng có thiên ấn hóa giải giúp, bản mệnh vẫn làm chủ mọi tình huống. Việc ký kết hợp đồng ban đầu có vẻ không thuận lợi, nhưng càng về sau nhờ tài ứng biến của bạn mà việc này cũng đi tới kết quả cuối cùng. Vận đào hoa của người độc thân đang dần vượng, có không ít người thầm thương trộm nhớ. Nếu bạn tinh ý hơn một chút, không khó khăn gì để nhận ra điều đó. Có thì mừng thôi, không việc gì phải lo lắng. Hãy là chính bạn, sức hút tự nhiên ắt lan tỏa. Tuổi Tỵ. Ngày hỏa vượng, tính khí người tuổi Tỵ thay đổi thất thường. Ngày hôm nay có vui vẻ hay muộn phiền đều phụ thuộc vào cách cư xử của bạn. Nếu biết kiềm chế cảm xúc, không để chuyện tình cảm lấn át lý trí, bạn sẽ có một ngày bình ổn, không bị vướng vào rắc rối và ngược lại. Khi bạn tư duy càng rắc rối, hành động càng khó khăn, tỷ lệ thất bại càng cao. Chuyện con gà tức nhau tiếng gáy nơi công sở bạn không còn lạ gì. Hãy kiềm chế cảm xúc của mình thật tốt để đừng gây chuyện thị phi, chuyện bé xé ra to, vừa mất thời gian xử lý lại phải đau đầu mệt mỏi. Vận trình tình cảm đi xuống, cha mẹ con cái bất đồng, quan điểm.
nhưng không quá gay gắt, chỉ cần bình tĩnh là hóa giải được. Người độc thân càng có xu hướng khép mình lại, ngại giao lưu, tiếp xúc vì sợ phải trải qua nỗi đau tình cảm. Tuổi Ngọ. Ngày chủ hành hỏa, người tuổi Ngọ thấy bí bách làm việc thiếu sự nhiệt tình. Càng ngồi một chỗ thì sự tù túng càng xâm chiếm. Tốt hơn hết, bạn nên chủ động ra ngoài xông xáo tìm hiểu những điều mới mẻ. Biết đâu cảm hứng lại tuôn trào, bạn sẽ cho ra đời những ý tưởng độc đáo. Nhìn chung, tiến độ công việc vẫn tiến triển khá thuận lợi. Dù cho tinh thần bạn bị ảnh hưởng nhưng không quá lớn. Chỉ cần bạn bình tĩnh, mọi vấn đề sẽ được xử lý ổn thỏa. Hơn thế, người thông minh, sáng suốt như bạn luôn biết cách để thúc đẩy công việc trong mọi hoàn cảnh. Bản mệnh đừng quên hôm nay là ngày gì nhé, ngày dành cho một nửa của thế giới. Nếu là nam, hãy thể hiện sự quan tâm của bạn tới mẹ, người yêu hay đồng nghiệp nữ. Nếu là nữ mệnh, bạn hãy quẳng mọi gánh lo đi, tận hưởng một ngày có không ít niềm vui bất ngờ. Tuổi Mùi. Vận trình thứ tư, người tuổi Mùi khá hanh thông, công việc thư thái, thoải mái nhờ sự hỗ trợ từ thiên ấn. Dự án mới có hy vọng đạt lợi nhuận cao, mức hoa hồng bạn nhận được đáng khiến người khác phải ngưỡng mộ. Hơn thế, ngũ hành hỏa sinh thổ, vận trình tình cảm của bạn càng khởi sắc mạnh mẽ, tình yêu thăng hoa, gia đình hạnh phúc, làm việc gì cũng cảm thấy suôn sẻ, thuận lợi đủ đường. Tỏ tình cũng rất dễ thành công, người độc thân có vận đào hoa sinh động, đừng vội khước từ lời đề nghị kết thân của đối phương. Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ, hãy dành cho cả hai cơ hội để tiến lại gần nhau hơn bằng một buổi tối lãng mạn cùng nhau xem bộ phim tình cảm. Tuổi Thân. Tử vi hôm nay của người tuổi Thân khá ảm đạm, tinh thần làm việc đi xuống, trông bạn thiếu sức sống, thiếu sự nhiệt huyết và sáng tạo, công việc trì trệ, chưa có giải pháp tối ưu cho những trục trặc đang diễn ra. Thân kim tuy bị ngọ hỏa khắc nhưng sự ảnh hưởng không mạnh, tài lộc vẫn có thu hoạch nhất định, tuy không quá cao nhưng cũng đủ giúp bạn trang trải cuộc sống. Muốn có mức thu nhập cao hơn nữa, không còn cách nào khác, bạn phải học hỏi, nỗ lực nhiều hơn. Tình cảm gia đình khá hài hòa, không có sự biến động nào lớn. Hôm nay là ngày gì bạn nhớ không? Là ngày dành cho phái đẹp. Nam mệnh đừng quên gửi lời chúc mừng hay một món quà nho nhỏ cho người mình yêu thương. Nữ mệnh có thể ăn mặc nổi bật một chút, tận hưởng ngày dành cho chính mình. Tuổi Dậu. Người tuổi Dậu trải qua một ngày làm việc khá vất vả, bận rộn, luôn chân luôn tay vì công việc dồn dập. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực của bản thân và tỷ kiên giúp sức, thành quả mà bạn đạt được không hề nhỏ, hoàn toàn xứng đáng với mồ hôi công sức đã bỏ ra. Tài lộc bình ổn, các nguồn thu chính hay phụ đều có xu hướng tăng. Các bạn nam hãy chuẩn bị món quà nho nhỏ để dành tặng người phụ nữ mà bạn yêu thương trong cuộc đời này. Đừng quên hôm nay là ngày gì nhé. Tình yêu được xây dựng trên cơ sở của sự thấu hiểu và chia sẻ cùng nhau sẽ bền chặt hơn là xuất phát từ một phía. Nếu đang trong mối quan hệ mà bạn là người luôn phải chạy theo đối phương, chịu thiệt thòi nên thì cân nhắc. Người độc thân có thể bày tỏ tình cảm trong ngày hôm nay, tỷ lệ thành công khá cao nhờ tỷ kiên trợ lực. Tuổi Tuất. Được cục diện Ngọ Tuất bán hợp nâng đỡ, vận trình ngày của người tuổi Tuất sinh động vô cùng, đón không ít tin vui, tài lộc tốt đẹp, sức khỏe ổn định, tình duyên tươi mới, vận đào hoa vượng, tỏ tình rất dễ nhận được câu trả lời mãn nguyện. Vấn đề tài chính không đáng lo ngại, tuy nhiên nữ mệnh có điểm phá tài, hãy thận trọng trong hợp tác làm ăn kẻo bị kẻ xấu lừa gạt. Hôm nay là ngày dành cho chính bạn, hãy tạm gác công việc qua một bên để đầu óc thảnh thơi nghĩ tới những điều tốt đẹp. Nhờ ngũ hành tương sinh, tình cảm gia đình trong ấm ngoài êm, vợ chồng có khắc khẩu đấy nhưng rồi nhanh chóng làm lành. Nếu là nam, bạn đừng quên gửi lời chúc mừng, lời yêu thương ngọt ngào cho nửa kia của mình trong ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3 nhé. Tuổi Hợi. Ngày thủy hỏa cạnh tranh, tuổi Hợi đau đầu vì những chuyện trời ơi đất hỡi, bị lôi kéo vào những rắc rối thị phi, dù bản mệnh không hề có ý định xấu nào. Trong trường hợp này, bạn cần hành xử khéo léo một chút, đừng cứng nhắc quá thành ra bị ghét đó. Trong công việc, bạn vẫn chưa thực sự biết tận dụng sức mạnh tập thể để tạo đà phát triển cho sự nghiệp của mình. Hãy giảm bớt cái tôi cá nhân một chút, ít ngạo mạn đi một chút, bạn sẽ thấy làm gì cũng thuận lợi hơn. Chuyện tình cảm lứa đôi cũng chưa đâu vào đâu, ảnh hưởng ngũ hành tương khắc. Hai bên còn nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi, tuy nhiên nếu giữ được bình tĩnh, nói ra những lời ngọt ngào thay vì cáu gắt, mọi mâu thuẫn đều sẽ tan biến, thay vào đó là tình yêu mặn nồng. Đừng quên hôm nay là ngày gì bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình Tử Vi của Lịch Ngày Tốt. Chúc các bạn một ngày mới gặp nhiều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình lần sau của Lịch Ngày Tốt.